Chào bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến GoroShop 24 giờ. Như các bạn đã biết, ngày nay thì số lượng người mắc bệnh tiểu đường ngày càng cao. Và nguyên nhân dẫn đến căn bệnh tiểu đường này chính là do tế bào tuyến tụy đã bị tổn thương và nó không thể sản xuất ra insulin cung cấp cho cơ thể. Vì thế người bệnh liên tục muốn nạp đường vào trong cơ thể để bù đắp cái lượng insulin đang thiếu trong cơ thể mình. Và hôm nay thì Ngọc Hoa sẽ đưa ra một giải pháp dành cho những người mắc bệnh tiểu đường, đó chính là sản phẩm nấm linh chi sừng hiêu của Hàn Quốc. Vâng, đây chính là cây nấm linh chi sừng hiêu nhé các bạn nhé. Làm sao mà Ngọc Hoa lại nói với bạn rằng khi các bạn sử dụng nấm linh chi sừng hiêu lại có thể giúp các bạn điều trị được căn bệnh tiểu đường? Đấy là bởi vì trong nấm linh chi sừng hiêu có hợp chất polysaccharide, nó giúp hạn chế cái sự phát triển của các gốc tự do allosan, nên là nó phục hồi những tổn thương ở tế bào tuyến tụy và kích thích cho tế bào tiểu đạo tuyến tụy hoạt động trở lại để sản sinh ra insulin cho cơ thể. Ngoài ra thì khi các bạn sử dụng nấm linh chi sừng hiêu, nó sẽ bổ sung một lượng lớn canxi để hỗ trợ hình thành nên insulin, và nó thúc đẩy cho cơ thể chúng ta có thể hấp thu được các chất dinh dưỡng cũng như là các chất cần thiết cho cơ thể, giúp chúng ta có thể cân bằng lại lượng đường trong máu. Chính vì vậy là khi các bạn sử dụng nấm linh chi sừng hiêu, nó sẽ đem lại cho các bạn một cơ thể khỏe mạnh hơn, làm giảm lượng đường trong máu và làm cho chúng ta có thể giảm thiểu tối đa biến chứng do tiểu đường gây nên như mù lòa, bị các vấn đề về chân tay, lở loét chân tay, hay nhất chính là tai biến. Như các bạn cũng biết, tai biến nó là một trong những ba nguyên nhân chính gây nên tử vong của con người. Đấy, nên là nếu như các bạn sử dụng nấm linh chi sừng hiêu một cách đúng cách thì các bạn có thể hỗ trợ điều trị chứng bệnh tiểu đường của chúng ta một cách nhanh chóng. Ngoài ra thì nếu như các bạn muốn tìm hiểu chi tiết hơn về sản phẩm nấm linh chi sừng hiêu, các bạn có thể kéo xuống phần mô tả phía dưới. Ngọc Hoa có để một cái đường link ở đó và các bạn hãy kích vào đường link đó. Khi vào đường link đó thì các bạn có thể truy cập vào siêu thị trực tuyến goroshop24h.com. Ở đó thì bạn có thể xem được toàn bộ thông tin về sản phẩm nấm linh chi sừng hiêu Hàn Quốc, hoặc các bạn có thể trực tiếp đặt mua hàng ngay tại trang web. Ngoài ra thì bạn có thể liên lạc với đội ngũ chuyên viên tư vấn của chúng tôi qua phần chat online của trang siêu thị trực tuyến goroshop24h.com, hoặc là gọi điện ngay theo số hotline 0904886428. Ngọc Hoa sẽ tư vấn cho các bạn làm thế nào để sử dụng nấm linh chi sừng hiêu chữa cho căn bệnh tiểu đường của mình hay là cho người thân của mình cách hiệu quả nhất và đúng nhất để bảo vệ cũng như cải thiện sức khỏe của các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.